Bây giờ mình sẽ cho các bạn đoán là ánh sáng nào là của đèn nào nha. Mình sẽ tìm cách để cho nó cố định, cho nó chặt cái đó. Rồi, ok, quá sáng. Tiếp theo này làm thử chế độ pha hết luôn nha các bạn. Đó, rồi, hai cái. Một cái trên, cái dưới để gần gần ánh sáng nhau lại em nè. Cái trên hạ xuống. Đó, bạn đếm xem, bạn đoán xem cái pha nào là của Zipad và cái pha nào là của đèn Zipad 2 tầng. Đèn Zipad thì công suất của nó là pha là 18W, cos là 9W. Bây giờ mình sẽ di chuyển cái này tới. Cái này là camera mình đang quay cái đèn đúng không? Bạn thấy cái đèn trên và cái đèn dưới ha. Rồi quay cái đèn lại cho khách mình xem. Đó, lùi lại. Đó, bạn thấy ánh sáng không? Cái ở trên chính là đèn Zipad và cái ở dưới là đèn của hãng Kinled. Đó, rồi quay lại mấy tường, lùi lại. Đó, lùi lại. Rồi, xịt cho mấy tường, bạn thấy không? Ánh sáng nó chênh lệch một cách rõ rệt luôn ha. Cái ở dưới sáng đậm và rất sáng, còn ở trên nó sáng lu hơn. Cái này là mình so sánh cho bạn xem vậy thôi, chứ mình không có nói xấu hay là khen hãng nào hết. Các bạn sẽ thấy trực quan như vậy. Và ở đây là mình đang so sánh giữa hãng Kinled và hãng Zipad nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái đèn của shop mình lên và mình quay y chang luôn cho mấy bạn xem nha. Từ từ đây. Rồi bạn thấy ánh sáng đèn không? Rồi, vẫn còn nha. Rồi ra tới hôm trước nè. Đây là hai cái đèn. Đây là hai cái đèn. Để ngay giữa như cửa cam nè. Một cái là của Zipad, và cái của Kinled. Đó, rất là rõ ràng ha. Và đèn của mình đang so sánh ở đây ha, là hiện tại mình không có cái đèn của Sirius nào, của Zipad hết, mình quên hết rồi. Mình lấy cái đèn của AT10. Mà đèn AT10 thì tên hãng cũng công bố rồi. Và tất cả những đèn của Zipad là cái công suất nó giống nhau hết bạn. Là cos là 9W và pha là 12W ở đây. Cos là 9W, pha 12W. Và đây là một cái đèn của Kinled. Đơn giản thôi. Rồi bạn thấy nó sự khác biệt rồi. Rẻ hơn phân nửa giá tường nhưng mà rất là sáng ha. Và cái này hiện tại chỉ làm cho Sirius thôi ha. Thì anh em Sirius thấy mình được ưu ái như thế nào rồi ha. Ok, thấy video hay thì nhớ like cho mình nha. Còn muốn mua hàng thì ở đây bùm97racing.vn hoặc là vô TikTok shop của mình cũng có luôn. Lụm.